Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc mệt mỏi, Huawei với cuộc chiến sinh tồn vào năm 2020. Huawei, một trong những nhà cung cấp thiết bị 5G lớn nhất thế giới đến từ Trung Quốc, đang ngắc ngoải trong cuộc chiến sinh tồn trong năm 2020 khi nằm trong danh sách đen của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Huawei thừa nhận mọi thứ sẽ khó khăn sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công ty này kinh doanh tại Mỹ, đồng thời thú nhận sống sót sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông rất cương quyết trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đặc biệt với công ty Huawei của Trung Quốc. Huawei cho biết tăng trưởng doanh số trong năm 2019 thấp hơn so với dự kiến ban đầu, tức là chỉ tăng có 18% để đạt được con số 850 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 121,8 tỷ đô la. Điều đó thấp hơn so với dự kiến tăng doanh thu 19,5% trong năm trước. Dự báo doanh số bán hàng của Huawei cũng sẽ vẫn gặp khó khăn tiếp tục trong năm 2020 này. Người lao động của tập đoàn Huawei được ví như những người trồng cây hoặc những kẻ đào mồ phải qua một mùa xuân rét thấu xương mới có thành quả là hương thơm mận hồng. Đây là một nội dung trích từ một bài thơ truyền tải thông điệp năm mới của gã khổng lồ trong ngành viễn thông Trung Quốc Huawei được chia sẻ cho các nhân viên của họ. Thông điệp đó đặt ra tầm nhìn cho tập đoàn này vào năm 2020. Nhưng đằng sau ngôn từ hoa mỹ này, có thể thấy chặng đường phía trước của Huawei sẽ là vô cùng chông gai khi chính phủ Hoa Kỳ đã xếp Huawei là một mối đe dọa an ninh quốc gia với tuyên bố tập đoàn này có quan hệ chặt chẽ với chính phủ và bộ máy quân sự của Trung Quốc. Và đứng trước khó khăn chồng chất, thậm chí phải đối phó với cuộc chiến sinh tử, Huawei đã buộc phải cải tổ nội bộ của mình. Đây là hình ảnh ông Eric Su, chủ tịch luân phiên của Huawei. Lãnh đạo Huawei kêu gọi các nhân viên của mình nhìn xa hơn và nói: "Nếu không phải từ cái lạnh thấu xương của mùa đông, chúng ta sẽ lấy đâu ra mùi hương của mận hồng?" Trong kế hoạch của Huawei vào năm 2020, lãnh đạo Huawei cảnh cáo rằng các quản lý không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải mất chức. Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Su đã nhấn mạnh thêm như sau: "Chúng ta sẽ nhanh chóng sa thải những người quản lý tầm thường và những người chỉ ưu tiên cho lợi ích ngắn hạn và để lại các vấn đề cho những người kế nhiệm của họ. Những kẻ đó sẽ đào mồ chính chúng ta." Mặt khác, ông nói rằng Huawei sẽ thăng chức cho những người thành công trong việc hỗ trợ khách hàng của chúng ta. Những người đặt thành công dài hạn lên trên lợi ích ngắn hạn bằng cách liên tục đóng góp giá trị cho công ty, đó là những người trồng cây trong số chúng ta. Trong khi thừa nhận rằng tình hình ở Mỹ đặt ra một thách thức lớn cho công ty, ông Su cũng nói rằng Huawei nên sử dụng nhiều điều này nhằm vượt lên chính mình và phát triển thực lực. Để kết thúc, ông Su nói các nhân viên Huawei nên nhớ rằng chúng ta là cây tre đứng cao và tự hào trước gió, bất kể là từ Bắc hay Nam, Đông hay Tây. Thật vậy, trong nhiều năm nay, chính quyền Mỹ coi Huawei là một mối nguy an ninh và thực hiện các biện pháp cấm vận với tập đoàn viễn thông lớn này. Đây là hình ảnh Huawei đã bị đưa vào danh sách đen giao dịch công nghệ theo thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra. Năm 2019, chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen giao dịch công nghệ, gọi là Entry List, yêu cầu mọi công dân Mỹ muốn làm ăn, kinh doanh, buôn bán công nghệ cho Huawei đều phải có giấy phép đặc biệt. Đây là một biện pháp mạnh tay với Huawei khi tập đoàn này phụ thuộc rất nhiều vào phần mềm và linh kiện của Mỹ. Tuy nhiên, một số công ty Mỹ vẫn tiếp tục bán thiết bị cho Huawei bằng cách lách luật, lợi dụng lỗ hổng trong các quy định được đề ra. Hãng tin Bloomberg cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét thắt chặt các quy tắc này. Chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump cũng đang xem xét sửa đổi một số quy định nhằm ngăn chặn các lô hàng chip được chuyển giao đến Huawei Technology từ những công ty như TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Trong vài năm qua,
Huawei cũng đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình và tập trung vào thiết kế nội bộ các thành phần chính như chip chẳng hạn. Nhưng Entrelis đã khiến Huawei tổn thương nghiêm trọng trong mảng smartphone. Một trong những khó khăn lớn nhất là việc Kukler đã không thể tiếp tục hợp tác với Huawei do quy định của chính quyền Donald Trump đã khiến cho sự phát triển của thị trường nước ngoài của tập đoàn này đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là hình ảnh người điều hành Richard Yu của Huawei giới thiệu về hệ điều hành mới Harmony OS. Việc Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen đã khiến cho Kukler cắt đứt mối quan hệ với Huawei. Đến nay, các smartphone mới của hãng Trung Quốc đều không được sử dụng dịch vụ của Kukler. Huawei đã phải phát hành flagship Smart 30 vào tháng 9 năm 2019, mà không có phiên bản hệ điều hành di động Kukler Android. Kukler Android không quan trọng đối với Huawei ở Trung Quốc vì các dịch vụ của công ty Mỹ như Gmail và công cụ tìm kiếm dù sao cũng bị chặn ở đó. Tuy nhiên, Android rất quan trọng đối với các thị trường quốc tế do những người sử dụng rất nhiều hiệu ứng và ứng dụng của Kukler. Vào tháng 8 năm 2019, Huawei đã giới thiệu hệ điều hành của mình có tên là Harmony OS. Hãng đã khoe hiệu điều hành này có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Vào thời điểm đó, Richard Yu, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và tiêu dùng của Huawei, cho biết công ty có thể ngay lập tức chuyển đổi sang Harmony OS nếu bị chặn vĩnh viễn của Kukler Android. Nhưng cho đến nay, công ty cho thấy họ sẽ không sử dụng Harmony Android trên điện thoại thông minh của mình. Điều này cho thấy hệ điều hành mới của Huawei vẫn chưa đâu vào đâu cả. Ngoài ra, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua một đề xuất cho phép chính phủ Mỹ hỗ trợ 1 tỷ đô la cho các nhà mạng nhỏ để thay thế tất cả các thiết bị viễn thông có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và hơn nữa, Hoa Kỳ đang áp dụng và áp lực với các nước đồng minh cấm Huawei khỏi mạng viễn thông 5G của họ. Đây là hình ảnh cuộc tranh luận về Huawei ở Đức đang rất nóng bỏng. Washington cho rằng Huawei là một rủi ro an ninh quốc gia vì thiết bị của họ có thể trở thành công cụ gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Úc và Nhật Bản đã chính thức chặn Huawei khỏi danh sách cung cấp thiết bị mạng 5G của họ. Song đến nay, cả Đức và Anh, hai đồng minh lớn của Mỹ đều chấp nhận cho Huawei tham gia phát triển 5G. Tuy nhiên, công ty Trung Quốc vẫn chưa thể ăn mừng. Đức đang chờ thông qua bộ tiêu chuẩn bảo mật cho các thiết bị 5G, một rào cản kỹ thuật có thể dùng để loại bỏ thiết bị của Huawei. Nhà mạng lớn nhất của Đức là Deutsche Telekom cũng tuyên bố không lựa chọn thiết bị của Huawei. Trong khi đó, chính phủ Anh cũng cho biết gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc sẽ bị hạn chế tham gia vào một số chức năng nhạy cảm, cốt lõi. Đồng thời, lượng thiết bị của nhà sản xuất này cũng bị giới hạn ở mức 35% trong hệ thống. Và ngoài ra, một số tài liệu mới cho thấy Huawei thường xuyên sử dụng một công ty mang tên Panama International để chuyển trang thiết bị cho các khách hàng ở Iran và Syria vi phạm lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ. Đây là hình ảnh sau nhiều năm im hơi lặng tiếng với truyền thông, Chủ tịch tập đoàn Huawei, ông Nhậm Chính Phi đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình trước tình hình Huawei đối mặt với khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay. Trang tin Reuters mới đưa tin rằng các bản ghi vừa được thu thập cho thấy Panama International vốn không hề xuất hiện trong bản báo cáo của Mỹ và khẳng định Huawei Technology đã vi phạm lệnh cấm vận với Iran. Họ đã tham gia vào hoạt động chuyển giao phần cứng và phần mềm cho các dự án viễn thông không dây của Huawei ở quốc gia Đông Nam Á. Hai danh sách hàng hóa của Huawei trong đó ghi rõ ngày vận chuyển là 12 tháng 12 năm 2010, bao gồm các trang thiết bị máy tính của HP dự kiến sẽ chuyển đến một nhà mạng viễn thông di động của Iran. Theo các tài liệu nội bộ của Huawei mà Reuters đang nắm trong tay, một tài liệu Huawei khác có thời gian là 2 tháng trước đó nêu rõ. Hiện tại trang thiết bị đã được chuyển đến Tehran và đang chờ thông quan. Một số tài liệu cho thấy Huawei thường xuyên sử dụng Panama International để vận chuyển trang thiết bị đến các khách hàng ở Iran cũng như ở Syria. Tháng 7 năm ngoái,
Một bản tin của tờ The Washington Post cũng đã tiết lộ mối quan hệ gần gũi của Huawei và Panda, cáo buộc Huawei sử dụng Panda làm đầu mối để cung cấp trạm gốc anten và các thiết bị khác cho Bắc Triều Tiên. Đội Lốt là doanh nghiệp thương mại hoạt động. Huawei bị nghi ngờ là tay trong của Đảng Cộng sản Trung Quốc để bành trướng ra nước ngoài để thu thập thông tin, phục vụ trong công tác tình báo. Và siêu cường Mỹ đang dần dần lật tẩy những việc mơ hồ và mờ ám của Huawei, đồng thời gia tăng các biện pháp loại trừ các nguy cơ nơi có thể trở thành đơn vị tình báo khổng lồ của Trung Quốc, và Huawei sẽ còn khó thở trong năm 2020. Và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang gây ra các hậu quả nặng nề cho nền kinh tế của nhà cầm quyền tại Bắc Kinh. Thì những người và những quyết định mới của chính phủ Tổng thống Donald Trump nhắm đến công ty Huawei sẽ khiến họ còn phải vật lộn dai dẳng với các biện pháp trừng phạt trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa